Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành Ngài ban phước cho chúng con. Xin Ngài ban phước cho chúng con trong lời của Ngài. Chúng con muốn được biến đổi bởi lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong lời của Ngài, để lời Ngài thánh hóa, thay đổi cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện để huyết của Ngài bao phủ lời của Ngài, để giữ trong lòng của chúng con giống như những hạt giống được gieo trong lòng của chúng con. Và không có kẻ thù nào trong suy nghĩ, trong hành động, lời nói để cướp lấy những hạt giống đó ra khỏi lòng của chúng con. Nhưng để chúng con học biết lẽ thật và lẽ thật buông tha chúng con. Xin Chúa chúc phước cho lời này trong sáng nay. Cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính mời tán an toàn. Sáng hôm nay thì tôi xin chào thăm đầu tiên là cô Hoa hả? Xin mời cô Hoa đứng lên để hội thánh chào đón cô. Dạ. Xin Chúa ban phước cho cô. Cô lần thứ hai đến hội thánh, tuần rồi cô đến nhưng mà hội thánh không có dịp để chào đón cô. Xin Chúa ban phước cho cô. Ngoài ra sáng hôm nay thì có một cái chị xin lỗi, chị tên gì ạ? Chị Hậu hả? Chúng ta chào đón chị một tràng vỗ tay. Xin Chúa ban phước cho chị. Tôi cũng không biết chị nhưng mà có thể là qua cái sự kết nối của đến đây. Và tôi muốn xong sáng hôm nay tất cả mọi người chúng ta sẽ tập trung trong lời của Chúa, đặc biệt trong bài ban thập phượng. Những bạn trẻ, bạn Ân, bạn Thư, rồi tất cả mọi bạn đều phải cùng nghe lời Chúa trong sáng hôm nay. Có thể lên trên đây ngồi để nghe lời Chúa. Xin lỗi, tôi phải mở cái máy lại. Ok. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chủ đề mà tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa đó là chủ đề về trái cấm. Khi tôi quyết định để đào sâu về lời của Chúa thì tôi phát hiện ra rất là nhiều điều. Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà chúng ta được tin Chúa rồi chúng ta học lời Chúa, có những cái lẽ thật mà đôi lúc chúng ta không đào sâu á, chúng ta không thấy nó giá trị. Giống như lời của Chúa buổi sáng nay thì khi nói về trái cấm á, thì có nhiều người sẽ liên tưởng đến phân đoạn Adam và Eva. Nhưng có bao nhiêu người chúng ta ngồi lại suy nghĩ, ủa tại sao mà Adam Eva ăn có một trái cấm thôi mà phải bị lìa khỏi vườn địa đàng và cuối cùng phải đi đau khổ? Chỉ có một lần dại dột ăn trái cấm mà phải bị lìa khỏi vườn địa đàng, là nơi mà Chúa ngài ban phước cho họ sự phước hạnh. Nhưng mà cuối cùng họ đã không vâng giữ lời của Chúa, họ ăn cái trái cấm đó và cuối cùng họ lãnh một cái hậu quả cực kỳ đau khổ và to lớn. Có khi nào chúng ta suy nghĩ điều đó hay không? Tôi đã từng suy nghĩ và tôi đào sâu ở trong lời của Chúa thì tôi phát hiện rất rất nhiều điều. Sáng nay chủ đề mà tôi gửi đến hội thánh của Chúa, và đây là trong một cái loạt về chủ đề về sự vâng phục. Và chủ đề sáng nay đó là chủ đề về trái cấm. Chúng ta sẽ có lời Chúa trong Sáng Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 24, và chúng ta cùng đứng lên đọc lời của Chúa. Sáng Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu số 24. Tôi xin đọc lời của Chúa và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng hướng lên phía trên. Xin mời Bai Tiên có thể giúp đỡ cho chúng ta có lời của Chúa ở trong phương đoạn Kinh Thánh, ở trong Sáng Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 24. Và tôi sẵn thông báo luôn, đó là hội thánh của Chúa có một vị ân nhân đã giúp đỡ cho chúng ta, đó là nếu ai chưa có Kinh Thánh bản giấy thì đăng ký với ban trị sự hội thánh để chúng ta sẽ có nhận được một cái quyển Kinh Thánh mới. Quý vị nhớ nha, có một ân nhân họ đã mở lòng ra để họ giúp đỡ cho hội thánh của Chúa. Nếu ai chưa có bản Kinh Thánh giấy thì được tặng quyển Kinh Thánh bản giấy đó. Nhưng mà có nhiều người thì lớn tuổi á, thì muốn có một cái bản to, tức là bản Kinh Thánh lớn hơn cái bản tôi đọc, thì cái bản đó hiện nay thì không còn nữa. Và tôi đã tìm mọi nơi để có Kinh Thánh bản lớn nhưng mà cuối cùng không có. Thì nếu ai muốn có bản lớn thì có thể dùng lại bản của hội thánh đang dùng, tức là sử dụng bản Kinh Thánh cũ nhưng mà bản lớn để có thể đọc rõ hơn.
Ngoài ra nếu ai muốn lấy bản kinh thánh mới, bản trung, thì quý vị đăng ký để chúng tôi cung cấp cái bản kinh thánh đó cho quý vị. Sau thời đại này thì chúng ta sẽ liên hệ ban trị sự. Quý vị có đồng ý không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc chung, và nếu ai có kinh thánh thì chúng ta đọc theo, đọc nghe theo lời của Chúa. Và tôi xin đọc phân đoạn kinh thánh, nó hơi dài chút xíu. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn rằng: chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời phán: các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ rằng: các ngươi chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời và biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh. Chồng cũng ăn nữa. Bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây và làm khổ kẻ thân. Khi nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời ở trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam và hỏi: con ở đâu? Adam thưa: nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng. Đức Chúa Trời hỏi: ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà ta đã lo lệnh cấm ăn nó không? Adam thưa: người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời hỏi người nữ: con đã làm gì vậy? Người nữ thưa: con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời quở trách con rắn: vì mày đã làm điều đó nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, chỉ có mày bị nguyền rủa, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng giữa người nữ thù nghịch thao. Người sẽ giày đập đầu mày, còn mày sẽ chắc cắn gót chân người. Ngài phán với người nữ: ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên con vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ sai chị con. Ngài phán với Adam: vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con sẽ phổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sanh ra gai góc và cây thực lê, vì con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất, vì nơi con từ đó mà ra, vì con là cát bụi, con sẽ trở về cát bụi. Adam gọi vợ Eva là bà, là mẹ của loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng Adam, rồi mặc vào cho họ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: này, loài người đã trở nên một bậc như chúng ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Và bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Vì vậy Jehovah Đức Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Eden để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Eden, Ngài đặt các cherubim với thanh gươm sáng chói xoay mọi hướng để canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Trân trọng cảm ơn Thánh An Toàn. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng ta được ở trong lời của Chúa. Chúng ta sẽ có những cái điều mà chúng ta được suy gẫm trong sáng hôm nay. Giống như tôi đã nói với quý vị á, đó là chỉ có một cái hành vi khi mà Adam và Eva đang ăn trái cấm mà Chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng. Và Ngài đặt các cherubim cùng những cái thanh gươm sáng chói để ngăn trở con đường đến cây sự sống. Có những cái lý do mà chúng ta cần được học trong sáng hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu lập bài này thì tôi xin tóm tắt lại cái câu chuyện. Đó là Đức Chúa Trời thiết lập mọi sự, và ngày thứ sáu Ngài tạo dựng nên loài người. Ngài ban cho Adam có quyền để quản trị tất cả mọi gì mà Đức Chúa Trời ban cho. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, một ngày kia ở trong phân đoạn số 3 này, đó là có một con rắn đến và nói vào tai của người nữ. Nhưng mà trước cái thời điểm đó thì Chúa có dặn biểu Adam một điều. Đó là gì? Đó là tất cả mọi cái cây trong vườn này, khi nó ra trái, các con được phép ăn. Nhưng hãy nhớ, có một cái cây được đặt ở tại giữa vườn, và cái trái của nó các con không được phép chạm đến. Cái trái của nó không được phép ăn. Và hãy nhớ rằng khi các con ăn thì chắc chắn các con sẽ chết. Và Chúa dặn điều này mặc định với lại Adam và Eva
để cho họ biết rằng cái ranh giới cho phép của họ đó là gì. Họ có thể ăn tất cả mọi thứ, nhưng hãy nhớ điều mà ta cấm các con, đó là không được đụng, không được ăn cái trái mà ta cấm các con ăn. Vì các con ăn, các con sẽ chết. Và tôi đọc khoảng 5 bản kinh thánh khác nhau đều ghi rõ là chắc chắn sẽ chết. Và khi ăn sẽ chết, có nghĩa là nói về tương lai sau khi ăn cái trái cấm đó rồi sẽ chết, chứ không phải là ăn xong rồi được sống hoàn toàn. Nhưng mà ăn sẽ chết. Và sau đó thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết Satan mang hình hài của con rắn đến nói với Eva rằng khi mà nó đến với lại Eva và nó dụ Eva. Lý do tại sao mà Đức Chúa Trời không cho bà ăn đơn giản lắm. Thứ nhất là khi bà ăn á thì sao à? Khi bà ăn á thì bà sẽ được mở mắt ra. Bà sẽ nhìn thấy được rất là nhiều điều được ẩn giấu ở trong đó. Thứ hai nữa là gì? Đó là khi bà ăn cái trái cấm đó đó thì bà sẽ giống như Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba nữa là gì? Đó là khi bà ăn cái trái cấm đó đó thì bà sẽ biết phân biệt điều thiện và điều ác. Và dường như những gì nó nói lại với những khát khao, những cái hoài bão, những ước muốn của Eva cần. Và cuối cùng vì một động cơ gì đó cho nên Eva đã giơ tay ra hái cái trái mà Đức Chúa Trời cấm không được đụng tới. Và Eva đã ăn. Sau đó ăn xong đưa cho chồng ăn. Và sau đó lập tức khi vừa ăn cái trái cấm đó rồi thì mắt họ được mở ra, giống những gì mà quỷ nói, giống như Satan nói, đó là mắt được mở ra và họ thấy rõ tất cả mọi điều. Và sau đó thì Kinh Thánh ghi lại là họ thấy mình trần truồng, bắt đầu họ xa lánh Chúa, họ bắt đầu họ không còn muốn ở trong sự diện của Chúa nữa. Và cuối cùng họ bị đày xuống vườn địa lan. Và Kinh Thánh ghi lại là ba đối tượng tham dự trong cái câu chuyện đó gồm có rắn, Adam, Eva đã bị hình phạt. Đó là người nữ phải chịu sự đổ xả mỗi lần có thai nghén, phải đau đớn. Và phải đau đớn khi sanh nở. Người nam á, thì phải làm lụng cực khổ mới có mà ăn và phải đổ mồ hôi trán. Nhưng mà điều đặc biệt đó là gì? Đó là đức. Khi mà họ gieo trồng, họ cày cấy đều sanh tật lê, khó khăn. Còn riêng con rắn, suốt cuộc đời của nó đều phải bò bằng bụng. Cho nên lý do tại sao mà một số nhóm loài rắn, đó là loài bò sát, không bao giờ có thể đi được. Và rắn, trăng hay một số cái lo giống loài và Chúa rủa xả nó là nó sẽ bò bằng bụng. Một buổi sáng nay chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được đào sâu hơn trong lời của Chúa. Khi tôi đào sâu trong lời của Chúa thì chúng tôi biết một điều. Thứ nhất, xin mời ba IT giúp đỡ cho slide thứ nhất. Đầu tiên cái điều mà chúng ta được học trong sáng nay đó là Đức Chúa Trời là Chúa của mọi quyền tắc. Vậy sẽ quay qua người bên trái, quay qua người phải nói rằng Đức Chúa Trời là Chúa của quyền tắc. Ở trong sáng ký đoạn 1 từ câu 1 tới 31 á, nếu chúng ta đọc kỹ từ đầu khởi nguyên của Kinh Thánh đầu tiên trong sáng ký, đó là tất cả mọi điều trống không. Sự gọi là mờ tối trên mặt vật. Và Đức Chúa Trời bắt đầu thiết lập mọi điều từ ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Và ngày tạo dựng nên mọi loài đều có một cái trật tự của sắp xếp. Đó là lý do tại sao người ta nghiên cứu một thời gian, người ta phát hiện đó là trong một ngày chỉ có đúng 24 giờ thôi. Và trong một giờ chỉ có đúng 60 phút. Và trong một phút chỉ có đúng 60 giây. Và một năm đúng 12 tháng. Và tất cả điều đó được diễn ra, chu kỳ được diễn ra hàng năm và hàng ngàn năm đều như vậy. Nếu chỉ cần lệch một chút xíu thôi thì xảy ra rất là nhiều điều. Và khi chúng ta thấy rằng tại sao ngày thứ nhất ngày phải tạo dựng nên như vậy, ngày thứ hai ngày tạo dựng nên như vậy, ngày thứ ba ngày tạo dựng nên như vậy, và cuối cùng là ngày thứ sáu ngày tạo dựng nên loài người để quản trị những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên.
Cho nên khi chúng ta đọc như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái thứ có trước và sẽ có trước, những thứ có sau bắt buộc phải có sau. Và Chúa không thể nào đảo lộn tất cả những nguyên tắc mà Đức Chúa đã thiết lập trên thế giới này. Thứ hai, chúng ta nhớ cái câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 3 tới câu 4. Đó là Thánh Linh của Chúa Ngài đưa Chúa Giê-xu vào đồng vắng để chịu sự cám dỗ. Và Kinh Thánh ghi lại rằng Sa-tăng đến nói với Chúa Giê-xu rằng, và lúc bây giờ thì Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa Giê-xu đã kiêng ăn 40 ngày cho nên Ngài đói. Và cái nhu cầu của Ngài đó là cần những cái gì đó để giúp đỡ cho cái thân thể mình. Và Sa-tăng đến nói, nếu thật sự có Đức của Trời thì hãy biến đá này trở nên bánh đi. Cái câu hỏi đặt ra cho quý vị trong sáng nay là quý vị có biết rằng Chúa Giê-xu có quyền để biến đá trở nên bánh không? Có không? Có. Nhưng tại sao Ngài không làm? Vì Ngài cho chúng ta biết một điều, đó là gì? Ngài không thể nào phá vỡ cái nguyên tắc đó được. Ngài có thể cầm bánh và tạ ở Đức Chúa Cha phán rằng, và cuối cùng là 5.000 người nam chưa kể đàn bà con đứa có thể ăn bánh được mà. Cho nên việc hóa từ bánh, từ đá trở nên bánh để ăn không khó với Ngài. Nhưng mà ở đây cho chúng ta biết rằng Ngài không tự phá vỡ nguyên tắc đó. Cho nên chúng ta có một điều mà khi tôi đọc, tôi có một cái câu như vậy. Một số quan điểm sai lầm về lạm dụng ân điển của Chúa nên quên mất Đức Chúa Trời, chúng ta là Chúa của nguyên tắc. Tại sao lạm dụng ân điển? Ân điển là sự ban cho nhân không, cho những người không đáng được nhận. Nhưng vì cớ họ lạm dụng tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Chúa quá, cho nên họ nghĩ rằng Chúa sẽ không hình phạt họ. Và họ bất chấp để họ sống theo cách của mình. Và tôi muốn đặt cái tiêu đề trong sáng nay ở bố cục thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời của nguyên tắc. Và những gì Đức Chúa Trời đã thiết lập ở trong lời của Chúa thì Ngài sẽ phải làm. Tội lỗi thì càng nhiều, nhưng ân điển Chúa dư dật. Có nghĩa là gì? Tội lỗi xảy ra rất là nhiều, và Ngài sẵn sàng tha thứ tội cho quý vị. Ân điển của Chúa tha thứ cho quý vị, nhưng gánh lấy hậu quả của tội là do quý vị. Cho nên việc mà chúng ta gây ra tội, việc mà chúng ta làm ra tội, Chúa tha cho chúng ta hết. Nhưng hãy nhớ một điều, đó là hậu quả chúng ta phải gánh. Sáng hôm nay tôi đọc một cái câu chuyện. Một người, họ hỏi một người kia, và khi họ đến người đó, họ cầm một cái ly, họ đập bể cái ly đó. Sau khi họ đập bể cái ly đó thì họ hỏi người kia rằng cái ly này khi đập bể có thể cho nó dính lại nó như ban đầu được hay không? Thì người kia nói không thể nào làm cái ly đó trở lại như ban đầu được. Và người này mới nói rằng khi quý vị làm lỗi một ai đó thì khi quý vị đến để xin lỗi người ta thì có thể người ta tha thứ cho quý vị. Nhưng hãy nhớ rằng khi cái ly đã vỡ rồi thì khó để có thể hàn gắn lại. Có đúng không ạ? Cho nên cái câu chuyện đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Đức Chúa Trời của chúng ta có một nguyên tắc. Và mỗi chúng ta ngồi tại đây là cơ đốc nhân, chúng ta tin Chúa bao lâu không quan trọng, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời có nguyên tắc. Và nếu chúng ta hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời có nguyên tắc thì chúng ta phải sống làm sao đúng cái bản thể, cái cá, tức là cái bổn tánh của Ngài, theo cách mà Đức Chúa Trời Ngài muốn trên một cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai. Xin mời ba tiếp lỡ cho cái slide kế tiếp. Thứ hai đó gì? Chúa cấm. Hãy nhớ điều này quý vị. Người nữ nói với con rắn rằng khi Sa-tăng mang hình thù là con rắn đến với người nữ, và người nữ đã nói với con rắn rằng chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn Đức Chúa Trời đã phán, các con thứ nhất không được ăn, thứ hai cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, thứ ba kẻo các con sẽ chết. Ba ý ở trong phần này chúng ta quan tâm. Thứ nhất là gì? Chúa Ngài nói với con rắn, Chúa nói với người nữ, và người nữ thuật lại với con rắn rằng những gì mà Chúa bảo, Chúa dạy đó là gì? Thứ nhất, cái trái mà từ cái cây đó được sản sinh ra không được ăn. Thứ hai,
là không được rờ, không được đụng tới cái cây, cái trái đó. Thứ ba là chắc chắn chết. Chúng ta xoay quanh ở trong ba cái vấn đề này. Khi chúng ta quay trở lại lời Chúa, giống như hồi sáng tôi hỏi về một cái câu hỏi đó. Ủa tại sao Adam Eva chỉ có ăn cái trái cây, một cái trái cấm đó thôi, mà tại sao phải bị lìa khỏi vườn địa đàng, bị đẩy xuống thế gian này phải làm lụng khó nhọc? Ủa tại sao Chúa đối xử với Adam Eva như vậy, một người mà Ngài tạo dựng nên bằng chính đôi tay của Ngài, chính hơi thở của Ngài để Ngài tạo dựng Adam Eva? Nhưng mà khi tôi đào sâu á, thì tôi phát hiện ra một điều, quý vị biết không? Đó là khi Ngài dặn Adam và Eva không được đụng tới cái trái cấm đó, không được ăn cái trái đó, lý do đơn giản nhất đó là trái cây đó, cái trái đó đó, nó đại diện cái uy quyền của Đức Chúa Trời. Khi Ngài không có ở đó thì cái trái đó đó nó được đặt dưới cái sự hướng dẫn của Ngài, và Ngài muốn rằng Adam và Eva phải thuận phục cái quy quyền của Chúa qua cái câu chuyện về cái trái đó. Nếu mà nói theo nghĩa bình thường đó là ăn cái trái đó không có vấn đề gì cả, nhưng mà khi đụng tới cái trái đó và ăn cái trái đó, không phải là việc mà nó có một cái gì đó mà làm cho Adam phải chịu tội lỗi. Nhưng mà khi mà Adam và Eva giơ cái tay ra để đụng cái trái đó và ăn á, thì bắt đầu họ đã không còn vâng lời Đức Chúa Trời nữa. Và khi không vâng lời Chúa có nghĩa là gì? Không còn vâng phục cái quy quyền mà Đức Chúa Trời thiết lập. Vì hiểu ý tôi nói không? Giống như mình đi xa, và mình giao nhà mình lại cho con của mình, và mình nói với con mình: con ơi, ngày mai ba mẹ sẽ đi xa, và hãy nhớ rằng con có thể ăn uống thoải mái, ba mẹ mua đồ ăn bỏ trong tủ lạnh hết rồi, mì gói rồi thịt bò hay là hải sản rồi nước ngọt đầy đủ ở trong tủ lạnh rồi, con có thể ăn mọi thứ, nhưng hãy nhớ cái tủ đó đó, cái chỗ đó đó là nơi ba mẹ không muốn con đụng tới nó. Nhưng mà càng nói á thì nó lại càng muốn khám phá ở trong đó có cái gì mà ông bà cấm. Và tôi biết rằng có một ngày nào đó thì con tôi nó cũng sẽ tò mò để mở ra xem cái gì trong đó. Và cuối cùng khi mà nó mở ra rồi thì nó sẽ không thấy cái gì trong đó cả. Mà khi tôi về, tôi thấy rằng chìa khóa bắt đầu được nạy ra. Và vào trong đó nhìn thì không có gì. Nhưng mà đầu tiên thật sự là không có gì cả. Nhưng mà tôi biết rằng nó có vâng lời tôi không qua cái hành vi của nó. Có nghĩa là gì? Khi nó không vâng lời thì có nghĩa là nó đang đụng, nó đang chạm tới cái thẩm quyền mà tôi đã đặt để ở tại đó. Và khi chúng ta đọc tới câu chuyện này đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ đó là gì. Đó là Đức Chúa Trời thiết lập một cái cây giữa vườn, và cái cây đó sinh ra cái trái đó. Cái trái đó không được rờ, không được chạm tới nó và không được ăn, vì đó là đại diện của thẩm quyền của ta. Và nếu con ăn, con sẽ chết, vì con không còn vâng lời ta nữa. Cho nên cái quan trọng nhất của đời sống cơ đốc nhân ngày hôm nay, đó là chúng ta phải vâng lời Chúa, và những gì Chúa cấm chúng ta không phạm làm. Lời Chúa trong Samuel nhất ghi rõ đó là gì? Sự vâng lời tốt hơn của lễ. Khi chúng ta dâng tới lễ cỡ nào không cần biết, chúng ta dâng Chúa bao nhiêu không cần biết, nhưng mà nếu chúng ta không vâng lời thì đó không phải là đẹp lòng Chúa. Nhưng chúng ta vâng lời Chúa, đó chính là điều đẹp lòng Chúa, và giống như của lễ tốt lành để dâng lên cho Ngài. Và buổi sáng nay tôi khích lại hội thánh của Chúa qua lời Chúa sáng hôm nay. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa cấm dân sự của Ngài. Chúa cấm dân sự của Chúa giống như một hình thức, đó là gì? Khi các con đụng chạm đến cái thẩm quyền và con không vâng lời ta thì chắc chắn con sẽ chết. Con không vâng lời Ngài qua lời của Chúa, qua kinh thánh Chúa dặn bảo biểu chúng ta, mà nếu chúng ta rờ chạm đến, chúng ta ăn nó thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Việc mà chúng ta đọc lời Chúa
chúng ta không làm theo lời Chúa. Nó không phải là việc tội nữa quý vị. Nhưng mà khi tôi đào sâu hơn thì tôi thấy rằng chúng ta không làm theo lời Chúa cũng là một hình thức chúng ta đã vi phạm thẩm quyền của Chúa. Amen không ạ? Thông điệp mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đó là lời của Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Ngài hà hơi vào, có ích cho sự sửa trị, dạy dỗ để con ta người ta phải sống một đời sống công chính. Và khi chúng ta không đem vâng theo lời của Chúa và làm theo lời của Chúa thì có nghĩa chúng ta đang gì? Đó vi phạm, hoặc là chúng ta vi phạm đụng chạm tới thẩm quyền của Ngài. Nó không phải đơn giản là việc mà chúng ta không làm thì không sao, không phải. Nhưng mà chúng ta không làm theo lời Chúa thì chúng ta đang không làm theo quy quyền mà Đức Chúa Trời thiết lập để làm. Thứ nhất, không được ăn. Trái cây, trái cấm đó được thiết lập và Chúa nói với Adam và Eva là không được ăn. Vậy chúng ta ngồi suy gẫm lại điều gì Chúa dạy chúng ta là chớ ăn. Những gì Chúa nói với chúng ta và buổi sáng nay tự chúng ta sẽ ngồi và chúng ta suy nghĩ lại. Chúa ơi, xin Ngài bày tỏ cho con biết điều nào là điều mà Chúa đặt trong lòng của chúng con để chúng con quyết định không ăn. Thứ hai, không được chạm đến. Tôi không muốn định tội, xét đáng bất kỳ ai. Nhưng mà qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ nhận biết rằng những gì mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho chúng ta. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta không làm theo thì kết cục của chúng ta đó là chúng ta sẽ chết. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta về cái câu chuyện này và bối cảnh câu chuyện này, để cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng chạm đến cái cây ấy, chúng ta không được ăn trái của nó, và nếu chúng ta đụng tới đó thì chúng ta sẽ chết. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay nhiều người cứ nghĩ rằng việc mà chúng ta không làm theo, hoặc là chúng ta nghĩ rằng chuyện đó rất là bình thường cho một tội lỗi nào đó. Nhưng mà hãy nhớ rằng những điều đó là những điều mà Chúa đã hoạch định cho chúng ta, và chúng ta phải nghe lời Chúa để chúng ta không được chạm tới nó, không được ăn nó, và nếu chúng ta làm chúng ta sẽ chết. Chết về mặt, ở đây Kinh Thánh ghi là chết về mặt thuộc linh và cả thuộc thể luôn. Xin chú chúng ta sẽ thấy rõ rằng khi Eva và Adam đã ăn. Quý vị ơi, chúng ta quay trở lại về lịch sử chút xíu về Sáng Thế Ký. Ngài ban cho Adam và Eva đặc quyền rất là lớn. Coi cả vườn Eden. Và Adam đặt tên các loài thú, từng mỗi con có tên riêng. Và vườn Eden đó rất là phước hạnh. Sự giàu có, sự thịnh vượng, làm chủ cả khu vườn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dưới Đức Chúa Trời là Adam và Eva. Nhưng cái giới hạn mà Đức Chúa Trời thiết lập cho Adam và Eva đó là cái trái cây ở trong vườn, và đặc nhất vô nhị, cái trái cây đó không được đụng tới. Và Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị rất là nhiều, nhưng có những cái hàng rào và có ranh giới cho chúng ta bước đi với Chúa, đó là có những cái chúng ta không được phép chạm, và có những lúc chúng ta không được phép ăn những cái thứ mà Đức Chúa Trời cấm. Vì nếu chúng ta ăn, chúng ta chết. Và chính vì lẽ đó, nhiều lần tôi có thể suy nghĩ thêm, nhiều lần Eva đã suy nghĩ, ủa, cái cây này, cái trái này nó như thế nào mà tại sao Chúa cấm ăn? Bây giờ tất cả mọi cây mình được ăn hết. Có nhiều người người ta vẽ cái trái cây giống như trái táo ấy, đúng không? Mà thật sự nó không hình dung đó là trái táo. Chỉ nói rằng cái cây đó là cái cây Chúa cấm ăn thôi. Và nhiều lần, nhiều năm tháng, Adam và Eva chăm sóc vườn. Adam và Eva có thể làm mọi điều, nhưng đặc biệt đó là vì cái cây này mỗi ngày nó hiện diện. Và nó nói với suy nghĩ của Adam và Eva rằng tại sao ta không được phép đụng đến nó.
và chuyện gì đến đã đến. Đó là qua slide kế tiếp. Đó là gì? Satan đã đến. Xin mời bạn hãy giúp đỡ cái slide kế tiếp. Satan qua hình ảnh của con rắn đã đến nói với người nữ rằng: các người chắc chắn không chết đâu. Các người chắc chắn không chết đâu. Ma quỷ đã nói với lại là chắc chắn không có chết. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn cái cây đó thì mắt mở ra và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Ba điều mà Chúa dạy, ba điều mà Satan nói. Vậy hãy nhớ nha. Thứ nhất, đó là khi ăn trái này vào, mắt mở ra. Tại sao? Vì hồi đó giờ không biết ăn cái trái này như thế nào. Không biết ăn cái trái mà Chúa cấm đó, nó có ngon hay không, nó như thế nào mà Chúa cấm đây. Thì Satan đã nói với Adam và Eva rằng khi ăn cái trái này vào thì sao? Mắt được mở ra liền. Khi ăn cái trái này, mắt được mở ra liền. Wow. Một cái điều mà bấy lâu nay bà không thấy được. Những cái gì mà Đức Chúa Trời đã cho phép và không cho phép bà và Adam, đó là không được phép đụng tới và ăn cái trái đó. Nhưng mà bây giờ con rắn nó nói liền sao à? Ăn đi, không chết đâu, nhưng mắt được mở ra. Và nếu chúng ta thấy câu chuyện rõ ràng đó là gì? Khi mà họ ăn xong, mắt họ mở ra không? Mở liền. Ủa vậy hồi đó giờ họ không thấy hả? Phải. Vì hồi xưa tới giờ Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người trần truồng, nhưng mà không bao giờ thấy mình lõa lồ. Nhưng mà khi ăn rồi thì sao à? Thấy mình trần truồng và nghĩ mình lõa lồ và cuối cùng lánh mặt Đức Chúa Trời. Vậy ma quỷ nói với lại Adam Eva, nói với Eva rằng khi ăn mắt mở ra, có đúng không? Đúng. Đúng. Nó nói rằng mở ra là thấy ăn là mắt mở ra, đúng, không sai. Điều thứ hai, và các người khi mà ăn á, thì sẽ giống Đức Chúa Trời. Khi tôi suy gẫm về cái cụm từ giống Đức Chúa Trời, và chúng ta đọc kỹ ở trong lời Chúa sáng tới cái là 1 câu 26, đó là cái câu mà chúng ta học bài tính lý về con người á, là Đức Chúa Trời dựng nên con người giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, giống chứ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, cái nhu cầu và cái điều mà Adam Eva trong bấy lâu nay, khi ông chăm sóc vườn, ông vẫn phải bị lệ thuộc vào một Chúa ở trên, và ông phải chịu cái sự kiểm soát của Đức Chúa Trời bằng cách là ông không được đụng tới cái trái cây đó. Nhưng mà bây giờ sao à? Nó nói với Eva rằng bây giờ ăn đi, khi mà ăn cái trái đó sẽ giống như Đức Chúa Trời. Wow. Có nghĩa là gì? Ngang bằng với Chúa. Những gì mà Đức Chúa Trời đang có, họ sẽ giống và họ sẽ có. Đức Chúa Trời là đấng vinh hiển, quyền năng, thì họ ăn vào họ sẽ giống như Đức Chúa Trời. Cái tự giống Đức Chúa Trời này nó rất là nhiều nghĩa. Đó là vì những gì mà người ta tôn quý Ngài, thì khi mà Eva ăn vào thì sẽ cũng có giống như Đức Chúa Trời. Có nghĩa là người ta sẽ quỳ phục và người ta sẽ tôn quý. Sự kiêu ngạo bắt đầu nổi lên. Điều đó cũng dạy cho chính cá nhân tôi và vị ngày hôm nay. Ai cũng muốn được mọi người tôn trọng. Ai cũng muốn có vinh hiển riêng cho chính mình. Chính là điều đó Satan đã nói với Eva và Adam. Và cuối cùng vì cái điều đó mà họ đã quyết định, đó là gì? Giơ tay ra để hái cái trái đó và ăn vào. Và nó nói thêm một điều là khi mà ăn rồi á, sẽ biết tất cả mọi điều. Điều thiện và điều ác, có là biết tất cả mọi điều. Biết tất cả. Hồi xưa tới giờ chưa ăn không biết, nhưng mà ăn xong sẽ biết. Nó nói đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà có điều, một điều mà đặc biệt nha quý vị. Một điều mà lừa dối đặc biệt nè. Đó là gì? Đó là con rắn nói với người nữ rằng các người chắc chắn không chết đâu. Khi Chúa nói là ăn thì chắc chắn chết. Nó nói là ăn sẽ không chết. Đây là sự khác biệt.
khi chúng ta vi phạm với uy quyền lời của Đức Trời, mà chúng ta làm theo những gì mà chúng ta nghĩ là phải theo tội lỗi của chúng ta, không sao đâu, còn lâu lắm Chúa mới tái lâm. Thôi kệ đi, bây giờ mình cứ thích, còn bao nhiêu thời gian, 60 năm cuộc đời mình cũng đã trải qua rồi, không bây giờ còn bao nhiêu năm nữa mình gặp Chúa rồi, thôi thì chết trước khi mà mình qua đời á, mình ăn năn một cái là mình lên thiên đàng là xong. Và nó đem đến cái những cái suy nghĩ như vậy đó, không sao đâu, còn cơ hội nữa mà, không sao đâu, ăn đi, chắc chắn sẽ không chết. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn nói một điều quý vị, đó là gì? Nếu chúng ta vi phạm vào những gì Đức Chúa Trời cấm thì chúng ta chắc chắn chết. Chúa nói ăn sẽ chết, Chúa nói đụng vô sẽ chết, Chúa nói rờ vào sẽ chết. Còn Satan thì nói cứ rờ đi, cứ đụng đi, cứ ăn đi, chắc chắn sẽ không chết. Và cuối cùng, từ những cái nhu cầu đó, những cái khát khao đó, những cái dục vọng đó, bắt đầu Eva giơ tay ra hái cái trái cấm đó, và cuối cùng cắn một miếng đưa cho chồng: anh ơi ngon lắm, cắn thêm một miếng nữa. Cuối cùng Adam Eva lãnh một cái hậu quả mà ngày hôm nay chúng ta là thế hệ của ông bà chịu giống như ông bà. Và sau khi họ ăn xong thì cái like kế tiếp, xin mời ban IT giúp đỡ cho chúng ta. Hậu quả của việc không vâng phục, đó là sau khi không vâng lời Đức Chúa Trời, hậu quả đã đến, và các đối tượng trong câu chuyện trên đã phải chịu hình phạt. Thứ nhất, con rắn á thì bị bò bằng bụng và luôn luôn lúc nào cũng nghịch thù với người nữ. Còn bà Eva đó thì đau đớn khi thai nghén và sinh nở, và bà luôn luôn phụ thuộc chồng và phục tùng chồng. Còn ông Adam thì làm cực lực vất vả mới có mà ăn, và cứ ông làm tới chỗ nào thì đất luôn bị đổ xả cho nên sanh ra tật lơi và khó khăn để ông kiếm tiền, ông làm lụng mới có cái mà ăn. Khi mà chúng ta học lời của Chúa, chúng ta thấy rằng trong câu chuyện này được ghi lại ba đối tượng, đó là con rắn, Eva và Adam. Và ba đối tượng này ở trong câu chuyện này phải gánh lấy cái hậu quả. Vì cớ sao à? Họ không vâng lời Đức Chúa Trời và họ đụng đến uy nguyên của Ngài, chứ không phải là việc mà họ ăn cái trái cấm đó là họ bị đày xuống trần gian này, không phải đâu. Nhưng mà khi mà họ ăn trái cấm đó, đó là họ vi phạm vào uy quyền của Ngài, Đức Chúa Trời thiết lập. Buổi sáng nay, với lời tha thiết của tôi với hội thánh của Chúa, quý vị ơi, trái cấm rất là nhiều. Nếu chúng ta có cơ hội và dỡ ra trong lời Chúa, trong Galatia đoạn 5 từ câu 19 đến 21, chúng ta thấy rằng đó là những món ăn chơi của thể xác. Và các việc làm của xác thịt rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, thờ hình tượng phù phép, tranh đấu, bè đảng, say sưa, mê ăn uống, và rất là nhiều tội lỗi đó. Nhưng mà nếu anh em phạm tội đó thì anh em sẽ không thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta những cái nguyên tắc, mà nếu chúng ta sử dụng nó, rờ nó, ăn nuốt nó, thì hậu quả của chúng ta sẽ không thực hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Tuần rồi tôi có kể với một cái câu chuyện, đó là cái cô gái đó đi làm gì, làm bốc vác xi măng Hà Tiên. Và sau đó thì cha của cô là tổng thống ở bên Trung Phi. Và khi ông lên tổng thống thì ông đi tìm đứa con rơi ở tại Việt Nam. Và năm 1972 thì họ đã đi về Việt Nam để họ tìm cái đứa con rơi đó. Và cuối cùng từ một cô bé đi làm bốc vác xi măng Hà Tiên và trở nên sao à, con của một vị tổng thống ở tại Trung Phi. Nhưng mà trước khi làm con tổng thống Trung Phi á thì phải làm gì quý vị không? Đó là được đón lên máy bay và qua bên đó. Bắt đầu cô bé đó phải được ăn, dạy về cách ăn uống, cách đi đứng, có đúng không ạ?
cách đi đứng, là con của tổng thống mà, cách đi đứng, cách ăn nói như thế nào để phù hợp với một cái gọi là một đứa con của một tổng thống ở trong gọi là một cái gọi là một cái thủ phủ. Con của một tổng thống mà thì đâu phải giống như bình thường được. Và đứa bé đó, đứa gái đó hồi trước đây đi làm bốc xếp nặng nề thế nào, đen đuối xấu xí như thế nào, cực khổ thế nào không biết, nhưng mà bây giờ là con của tổng thống á thì phải học cách ăn, cách nói, cách đi đứng và ăn mặc ở trong một cái gia thế khác hoàn toàn. Và nếu không làm điều đó thì chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ ở trong hoàng tộc, ở trong cái vị trí đó được. Quý vị ơi, quý đọc kinh thánh á, quê hương chúng ta là thiên đàng, nơi mà chúng ta sẽ đi đến đó. Ở đó không có khóc lóc, không có nghiến răng, không có đau khổ, không có buồn chán, không có tuyệt vọng, không có nợ nần, không có bệnh tật, có đúng không? Nhưng mà để chúng ta đặt chân vào thiên đàng thì chúng ta phải học cách để trở nên công dân của thiên đàng. Amen. Vì hãy nhớ rằng nếu chúng ta muốn bước chân vào thiên đàng, chúng ta phải học để trở nên là công dân của thiên quốc. Đó là gì? Đó là những cái sinh hoạt trên đó, những cái gì ở trên thiên đàng, chúng ta phải là người được học và chúng ta phải được biến đổi giống như vậy để chúng ta đặt chân vào thiên đàng. Còn nếu chúng ta không phù hợp, không chịu thay đổi thì sao quý vị biết không? Chúng ta không thể nào vào thiên đàng được. Lời Chúa ghi lại là chỉ cần một tiếng kèn thổi thôi, thì sư thổi thôi, thì trong nháy mắt, trong phút chốc thôi, tất cả mọi người sao à phải được biến hóa bởi thân thể và được cất lên không trung. Nếu ngay giờ này mà chúng ta không phù hợp, chúng ta không học những gì mà Chúa dạy chúng ta, những gì ở thiên đàng, chúng ta không làm theo thì làm sao có cửa, tôi dùng cái từ làm sao có cửa để chúng ta lên trên kia, vì chúng ta không phù hợp. Chúng ta không lên trên kia được vì chúng ta không phù hợp. Vì hãy nhớ điều này quý vị. Hãy canh giữ linh hồn mình. Tôi được Chúa kêu gọi để chăm sóc bầy của Chúa tại đây. Xin thưa quý vị, tôi cũng là con người. Tôi cũng cần có nhu nhu cầu của một con người. Cũng thích hỉ nộ ái ố giống như quý vị, cũng thích vui chơi, cũng thích gọi là gì, thích đủ thứ. Tôi đâu phải là thánh đâu, tôi là con người và tôi cũng thích đủ thứ. Những gì quý vị thích tôi cũng thích, nhưng tại sao tôi phải làm theo lời của Chúa và tôi phải biệt riêng cuộc đời mình để làm theo lời Chúa? Đơn giản nhất là tôi muốn được ở trên kia. Amen quý vị. Tôi hỏi quý vị có muốn ở trên kia không? Muốn vị ở trên kia, amen, Ariel giơ tay, amen, muốn ở trên kia. Thì muốn ở trên đó đó, thì mình phải làm sao để mình phù hợp ở trên đó. Còn nếu quý vị không có sự chuẩn bị cho chính mình, thì quý vị sẽ mãi mãi sẽ không có cửa để lên trên đó. Đừng bị ru ngủ bởi những ân điển Chúa Giêsu đã đổ ra cho quý vị cũng sống thế nào sống. Coi chừng chúng ta không phù hợp để trở nên ở trên kia. Bây giờ mình quay mọi người bên phải, bên trái, mình nói là mình sẽ ở bên kia, ở trên kia. Mình sẽ quay người bên phải, mình sẽ ở trên kia. Amen. Đúng không ạ? Mình sẽ ở trên kia. Trời ơi, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những cái câu chuyện đau lắm khi những người bị bỏ lại. Tự nhiên hai chồng đang ngủ, chồng lên trên kia, vợ ở lại, cô đơn lắm mà lúc bây giờ phải chịu những cái cảnh một người được cất lên, một người bỏ lại. Họ đấm ngực than khóc vì những gì mà họ không chịu biến đổi. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện trong giờ này. Hãy tra xét lòng mình qua lời Chúa sáng hôm nay để chúng ta chuẩn bị dự tiệc thánh trong thời giờ này. Tra xét lòng mình vì trong những ngày qua mình bước đi với Chúa, mình thờ phượng Chúa, mình không trân quý những gì
mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho mình. Tôi muốn tất cả mọi người ngay giờ này chúng ta tự tra xét lòng mình. Hãy tự tra xét một cách cá nhân mình với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, xin Ngài thương xót chúng con. Có thể trước đây mình không hiểu lời của Chúa, mình không làm theo lời Chúa. Nhưng nếu mình biết lẽ thật, làm theo lẽ thật, thì lẽ thật sẽ giải cứu mình. Mọi người chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.